Cộng đồng mạng gần đây phải bật cười trước khoảnh khắc Hằng Du Mục nhận lại em ruột Diễm Diễm trong lúc livestream. Theo đó, netizen khá tò mò liệu nội dung bên trong video là gì lại khiến cô liên tục cười nấc, rất nhanh nhân vật chính đã được truy ra. E rằng chồng cũ của Hằng Du Mục nhìn vào cũng phải bật ngửa. Dù chỉ hợp tác trong vài phiên livestream trước đó cùng Hằng Du Mục, nhưng cây hài showbiz Lê Dương Bảo Lâm đã tạo ra nhiều màn tương tác mặn như vợ muối. Gần đây nhất, trên trang cá nhân nam diễn viên đã đăng tải đoạn video cosplay phong cách làm nên thương hiệu của Hằng Du Mục với nhan sắc không đùa được đâu. Từ trang phục Mông Cổ, ngồi trên lạc đà đi dọc trên đồi cát, đến nét biểu cảm thùy mị của Diễm Diễm đều khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả. Đúng là cả hai giống từ A đến Á, nhưng bù lại khác khuôn mặt. Tất nhiên, Diễm Diễm cũng không quên để lại dòng caption cực mặn Diễm Du Côn tỉ thí võ công trên sa mạc. Đúng là showbiz một ngày nếu thiếu Diễm Diễm chắc sẽ buồn lắm. Video hơn 1 triệu view này nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Hằng Du Mục, khiến cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vừa cười vừa nói ông Lâm quá đáng lắm luôn. Hằng Du Mục này dịu dàng bấy nhiêu thì em gái Diễm Du Côn lại chiến bấy nhiêu. Bên dưới bài đăng, một số netizen đã nhanh chóng để lại bình luận như: đây là hàm hồ em hàm hương, sợ nha Diễm Du hành, tôn bằng mà gặp Diễm thì phải gọi bằng miệng luôn á Diễm, tôn bằng cần một người vợ như Diễm, khỏe khoắn và đầy năng lượng. Hằng Du Mục là một cái tên rất nổi tiếng với công việc livestream bán hàng trên TikTok. Sau khi gây chú ý với loạt clip chia sẻ về cuộc sống Du Mục trên chiếc ô tô, ngôi nhà di động và đi qua nhiều vùng của Trung Quốc thì cô càng được biết đến nhiều hơn nữa qua các phiên livestream. Đặc biệt, trước đó, cô đã trở về Việt Nam và mở ra một phiên livestream bùng nổ. Điều khiến nhiều người mong chờ hơn cả chính là những nhân vật khách mời đình đám được Hằng Du Mục mới đến, trong đó có thánh livestream Lê Dương Bảo Lâm. Ngay trước thềm phiên livestream khủng, Hằng Du Mục còn tung clip bắt cóc Lê Dương Bảo Lâm khiến ai cũng háo hức. Màn tiểu phẩm độc đáo và không kém phần hài hước của Hằng Du Mục cùng Lê Dương Bảo Lâm khiến cho dân mạng không nhịn được cười. Cô đã cùng các cộng sự đến tận nhà để bắt cóc Lê Dương Bảo Lâm ngay khi anh còn đang livestream. Tình huống tấu hài này khiến người xem không thể nhịn cười. Bên cạnh đó, ai cũng háo hức mong chờ sự kết hợp này. Bởi Hằng Du Mục đã nổi tiếng với cách nói chuyện khéo léo, giới thiệu sản phẩm cực uy tín, trong khi Lê Dương Bảo Lâm lại rất hài hước, tạo không khí sôi nổi khi livestream. Màn kết hợp này quả thật khiến cho nhiều người mong chờ. Trước đó, Hằng Du Mục cũng tiết lộ về những khách mời có thể xuất hiện trong livestream của mình, điển hình như Lê Anh Nuôi, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn hay em ruột Quang Linh Vlogs. Rất nhiều người xem đang mong chờ đến phiên livestream này của cô, ai cũng dự đoán rằng sẽ rất bùng nổ. Hằng Du Mục là một trong những người đạt nhiều thành tựu với công việc livestream bán hàng, cô rất nổi tiếng với sản phẩm táo đỏ. Trong mỗi phiên livestream, sản phẩm táo đỏ của Hằng Du Mục liên tục được bán ra với số lượng lớn và cháy hàng chỉ trong nháy mắt. Từng có phiên livestream, cô bán ra 2 tấn táo đỏ chỉ trong chưa đầy 1 phút. Nhiều người chia sẻ rằng muốn mua được sản phẩm này của cô thì phải thật nhanh tay, giống như chạy đua vậy bởi táo đỏ Hằng Du Mục luôn hết rất nhanh. Về Lê Dương Bảo Lâm, nhờ vào chiếc mỏ hỗn duyên dáng bật cả showbiz và những miếng hài duyên dáng mà nam diễn viên ngày càng được khán giả dành tình cảm yêu mến nhiều hơn.